Thời báo xin mến chào quý khán thính giả đến với chuyên mục tin tức tổng hợp trong tuần ở Canada vào ngày đầu tuần 27 tháng 6 năm 2022 do Thời báo Newspaper thực hiện. Chương trình tin tức được phát sóng hàng tuần trên kênh YouTube Thời báo Media. Sau đây kính mời quý khán thính giả đón xem một số tin tức nổi bật vào ngày hôm nay. Tin Canada 1.8 triệu người tham dự cuộc diễn hành đồng tính ở thành phố Toronto, Cư dân thành phố Montreal đến tỉnh bang New Brunswick xếp hàng xin passport. Dân số tỉnh bang Alberta tiếp tục gia tăng. Nhà hàng Việt phải đóng cửa vì không có đủ nhân viên. Tin vắn Ấu đã diễn ra giữa những người ủng hộ và chống đối lục cho phá thai ở Hoa Kỳ. Thêm những chi tiết về cái chết của một phụ nữ Việt bị người chồng gốc hoa cắt cổ chết ở Hoa Kỳ một tên khủng bố xả súng giết người ở Na Uy. 1.8 triệu người tham dự cuộc diễn hành đồng tính ở Toronto. Sau 2 năm vắng bóng vì đại dịch Covid, cuộc diễn hành của những người đồng tính đã diễn ra trở lại ở thành phố Toronto trong ngày Chủ nhật 26 tháng 6. Cuộc diễn hành thứ 41 của những người đồng tính ở thành phố Toronto đã diễn ra vào lúc 2 giờ chiều ngày Chủ nhật theo những ước tính thì có khoảng 1.8 triệu khán giả tham dự đứng dọc theo các con đường có cuộc diễn hành. Ngoài cuộc diễn hành, còn có một số các sự kiện khác cũng như tổ chức trong ngày Chủ nhật gồm có một chương trình văn nghệ diễn ra trên đường Church, khu của những người đồng tính luyến ái trong thành phố Toronto và cuộc chơi trượt bản tại quảng trường Nathan Phillips trước tòa thị chính Toronto. Cuộc diễn hành của những người đồng tính là một trong những sự kiện lớn nhất có nhiều người tham dự nhất, được tổ chức hàng năm ở Toronto, trừ hai năm có đại dịch COVID. Trong số những người tham dự cuộc diễn hành của những người đồng tính năm nay ở thành phố Toronto, có ông thị trưởng thành phố John Tory. Theo ông thị trưởng John Tory, thì vào thời điểm mà các nhân quyền đang bị rút giảm ở những nơi khác trên thế giới, mà chúng ta có thể ăn mừng ngày lễ đồng tính là một tiến bộ. Ông thị trưởng cũng nói là còn nhiều việc phải làm cho sự bình đẳng. Nhưng chúng ta rất vui là có sự tôn trọng và gần gũi với những người đồng tính. Cùng diễn hành với ông thị trưởng John Tory là cô cháu nội ngoại của ông là Isabel, cũng là một người đồng tính. Cư dân thành phố Monjo đến tỉnh bang New Brunswick xếp hàng xin passport Chúng ta cũng biết là sau thời gian đại dịch Covid, số người muốn đi du lịch gia tăng và vì thế phải cần làm hay là gia hạn thẻ thông hành nếu mà muốn đi ra ngoại quốc. Tình trạng xin thẻ thông hành hết sức tệ hại vì trong khi số người xin thẻ thông hành gia tăng, thì số các địa điểm có thể xin thẻ thông hành ở các thành phố lại rút giảm. Chính vì thế, nhiều người đã xếp hàng cả ngày trời trước các địa điểm nhận đơn. Tại nhiều địa điểm xin thẻ thông hành ở nhiều thành phố, người ta phải để những cầu tiêu lưu động, cho những người xếp hàng chờ xin thẻ thông hành sử dụng. Nhiều người ở các thành phố lớn đã về các thành phố nhỏ, những nơi có chi nhánh xin thông hành với hy vọng là sẽ không phải chờ đợi lâu. Theo tin của đài CBC phổ biến vào ngày 24 tháng 6 thì có hai người trẻ gốc Việt ở thành phố Montreal đã lái xe xuống tỉnh bang New Brunswick để mà xin thẻ thông hành. Ông David Nguyễn và cô Vi Nguyễn đã từ thành phố Monroe lái xe 8 tiếng đồng hồ xuống thành phố Fredericton ở tỉnh bang New Brunswick để xin thông hành. Anh David Nguyễn nói với các phóng viên đài CBC là tuy cũng có đồng người xếp hàng chờ xin thông hành ở văn phòng dịch vụ Canada ở thành phố này, nhưng vẫn còn ít nếu so với số người xếp hàng ở văn phòng dịch vụ Canada ở thành phố Monroe. Anh David Nguyễn nói là tại Montreal, nhiều người phải cắm trại nhiều ngày trước văn phòng dịch vụ để mà có thể xin được thông hành. Theo phóng viên của đài CBC, thì có hàng chục chiếc xe hơi với bản số từ tỉnh bang Quebec đầu trước văn phòng dịch vụ xin thẻ thông hành ở thành phố này và nhiều xe từ tỉnh bang Quebec đã đến đây vào lúc 3 giờ sáng. Bà Karina Go, Tổng trưởng Bộ Gia đình và Xã hội Liên bang cho biết là cơ quan này đã mướn thêm 1.200 nhân viên cho Cơ quan Dịch vụ Canada trong việc cung cấp thẻ thông hành cho cư dân nhanh chóng hơn. dân số tỉnh bang Alberta tiếp tục gia tăng. Theo bản công bố của Sở Thống kê Canada phổ biến vào ngày 24 tháng 6, thì trong vòng 9 tháng tính đến cuối tháng 3 năm nay 2022, số người đến định cư ở tỉnh bang Alberta đã nhiều hơn là số người từ tỉnh bang Alberta chuyển sang sinh sống ở một số tỉnh bang khác. Trong vòng 3 tháng từ tháng 1 năm 2022 cho đến tháng 3, dân số tỉnh bang Alberta đã gia tăng thêm 3.351 người là những người đến từ các tỉnh bang khác. 21.980 người từ các tỉnh bang khác đến tỉnh bang Alberta, trong khi 16.620 cư dân tỉnh bang Alberta di chuyển sang những tỉnh bang khác. Trong thời đại dịch Covid vào những năm 2020, khi giá dầu thô sút giảm xuống đến mức thấp nhất, khi nền kinh tế tỉnh bang Alberta lâm vào vòng suy thoái thì một số đông cư dân trong tỉnh bang Alberta đã di chuyển sang những tỉnh bang khác, kịp đến khi trận đại dịch Covid giảm dần cường độ tình hình kinh tế phát triển trở lại, giá dầu thô gia tăng lên đến những kỷ lục mới, thì số di dân từ những tỉnh bang khác lại ung bùng trở lại tỉnh bang Alberta. Phần lớn những di dân đến tỉnh bang Alberta trong những ngày qua là những người từ các tỉnh bang Ontario, Manitoba và Saskatchewan. Theo những nhận định của các chuyên gia tài chính thì không những nền kinh tế tỉnh bang Alberta tiến triển mạnh mẽ hơn những tỉnh bang khác, mà giá nhà cửa ở tỉnh bang Alberta vẫn còn thấp hơn so với giá nhà ở các nơi khác như là ở tỉnh bang Ontario và BC. Theo thống kê của Sở thống kê Canada thì dân số ở tỉnh bang Alberta đã vượt quá con số 4.5 triệu người vào tháng 4 năm 2022. Nhà hàng Việt phải đóng cửa vì không có đủ nhân viên. Theo tin tức vào ngày 24 tháng 6, một nhà hàng Việt ở thành phố Kelowna, tỉnh bang BC đã đóng cửa luôn kể từ ngày 21 tháng 6. Ông Jemelam, chủ nhân của nhà hàng Watercress Vietnamese, cho biết là tuy khách hàng vẫn đông đảo nhưng ông không thể tiếp tục vì không kiếm đủ nhân viên. Ông nói là ông kiếm được hai sinh viên du học giúp việc nhưng mùa hè, những người này đã về nghỉ hè ở Á Châu và ông đã không kiếm được người thay thế. Không phải chỉ riêng nhà hàng Watercress ở Kamloops phải đóng cửa mà còn nhiều nhà hàng khác cũng đã phải dẹp tiệm vì không kiếm đủ nhân viên như các nhà hàng Dynasty Garden. Ông Harry Parsick Đồng chủ nhân của nhà hàng Basic Classic nói là có nhiều nguyên nhân khiến ông phải cho đóng cửa. Nhưng nguyên do chính vẫn là không kiếm đủ nhân viên. Ngoài ra, chúng ta cũng nên biết là những trợ cấp tài chính cho các cơ sở thương mại vì đại dịch Covid sẽ chấm dứt vào cuối tháng 6 và sẽ có nhiều cơ sở thương mại sẽ phải đóng cửa luôn trong những ngày sắp tới. Theo Mion Todd chủ tịch hiệp hội chủ nhân các nhà hàng ở tỉnh bang BC, thì chủ nhân các nhà hàng trên toàn tỉnh bang đang gặp khó khăn kiếm đủ nhân viên cũng theo ông chủ tịch thì tuy lương tối thiểu ở tỉnh bang BC là 15.65 đô la một giờ, nhưng chủ nhân các nhà hàng thường phải trả lương nhân viên ít ra là 20 đô la một giờ nhưng vẫn không kiếm đủ nhân viên. Một trong những lý do mà tỉnh bang BC không đủ người làm việc, nhất là những người làm việc trong các nhà hàng là vì phần lớn những người cư ngụ ở tỉnh bang BC là những người lớn tuổi. Sau đây xin kính mời quý vị khán giả cùng đón xem một số tin vắng đặc biệt ngào ngày hôm nay. ẩu đã diễn ra giữa những người ủng hộ và chống đối luật cho phá thai ở Hoa Kỳ Sau khi tối cao pháp viện Hoa Kỳ bỏ phiếu hủy bỏ đạo luật Roe v. v., đạo luật cho phép người phụ nữ Mỹ được quyền phá thai vì hàng loạt những cuộc biểu tình phản đối đã diễn ra trên toàn nước Mỹ trong những ngày cuối tuần 25 tháng 6. Tòa nhà Quốc hội của tiểu bang Arizona ở thành phố Phoenix, trong khi đang có cuộc họp của các dân biểu đã bị những người biểu tình ủng hộ việc phá thai chiếm cứ và đã khiến cảnh sát phải dùng lựu đạn cây để mà giải tán. Các nhân viên của toán cảnh sát đặc biệt đã được phái tới để mà bảo vệ và đưa các dân biểu ra khỏi tòa nhà Quốc hội. Ngay sau khi tối cao pháp viện Hoa Kỳ hủy bỏ luật cho phép phá thai thì tiểu bang Arizona là một trong 8 tiểu bang Hoa Kỳ ngay lập tức hủy bỏ việc cung cấp những dịch vụ phá thai cho cư dân trong tiểu bang. Trong những ngày thứ Bảy, 25 tháng 6, hàng ngàn người đã biểu tình phản đối trước tòa nhà tối cao pháp viện ở Hoa Thịnh Đốn. Những người biểu tình đã mặc những chiếc áo t-shirt có hàng chữ I am the pro generation và họ hô những khẩu hiệu như là My Body, My Choice. Theo nhận định của Tổng thống Joe Biden, thì tòa tối cao pháp viện Mỹ đã phạm một lỗi lầm nghiêm trọng tổng thống biden cũng nói là tòa bạch ốc sẽ tìm cách ngăn cản không cho những tiểu bang mỹ cấm lưu hành thuốc phá thai những người thuộc nhóm thiên chú và bảo thủ đã hoan hô quyết định của tòa tối cao trong cuộc vận động tìm cách đưa những thẩm phán có khuynh hướng bảo thủ chống phá thai vào tối cao pháp viện mà kết quả là cựu tổng thống donald trump đã bổ nhiệm ba thẩm phán có khuynh hướng bảo thủ vào tối cao pháp viện trong những năm ông còn nắm quyền theo kết quả của cuộc tham gia dân ý của hãng thông tấn reuters và Tổ chức Thăm dò Dân Ý IBSOS, thì 71% những người Mỹ được hỏi ý kiến đã muốn là hãy để cho phụ nữ tự quyết định về việc phá thai. Thêm những chi tiết về cái chết của một phụ nữ Việt bị người chồng gốc hoa cắt cổ chết ở Hoa Kỳ. Như những tin tức cho biết vào ngày 21 tháng 6, thì cô Phạm Thị Như Quỳnh, năm nay 22 tuổi, đã bị chồng là Shijian Zhang, 21 tuổi, giết chết tại thành phố Altamont Springs, tiểu bang Florida. Nạn nhân đã bị chồng giết bằng cách đem vào bùng tắm cắt cổ bật máy phát thanh bản nhạc mà nạn nhân ưa thích. Tên sát nhân không có tim đã giữ chặt nạn nhân cho đến khi cô Như Quỳnh bị chết vì máu ra quá nhiều. Những nguồn tin báo chí phổ biến vào ngày thứ Bảy 25 tháng 6 cho biết thêm những chi tiết về cái chết thương tâm của cô Như Quỳnh. Cô Như Quỳnh và người chồng mới lấy nhau chưa được một năm và cũng theo các nguồn tin báo chí, tên Giang là một tên vũ phu đã bảo hành vợ nhiều lần và cảnh sát đến điều tra. Gia đình cô Như Quỳnh gồm bố mẹ và một em trai sống ở Nha Trang và bố mẹ của cô mới ly dị. Ông Phạm Văn Thành, bố của cô Như Quỳnh cho biết là ông đã bán một miếng đất hương hỏa để có tiền cho con qua Mỹ du học. Ông Thành cũng nói là ông không ngờ con của ông lại lấy một người chồng gấp hoa dù có nhiều người theo đuổi một số bạn bè của cô Như Quỳnh đã thiết lập quỹ quyên tiền trên mạng GoFundMe để có tiền đưa thi hại của cô về Trung cấp ở Việt Nam. Tính đến ngày 24 tháng 6, quỹ quyên góp cho đám tang của cô Như Quỳnh đã thâu được 30.000 đô la. Một tên khủng bố xả súng giết người ở Na Uy Tên khủng bố xả súng giết người trong London Pop một quán rượu của người đồng tính trong đêm ngày 24 tháng 6 ở thành phố Oslo, xứ Na Uy là một người ba tư đến sinh tị nạn ở Na Uy. Tên khủng bố tên là Zania Malabor, năm nay 42 tuổi, sinh trưởng ở Ba Tư và là một thợ làm ống nước. Y đến sinh tị nạn ở Na Uy khi hắn ta mới có 12 tuổi. Vụ xả súng bắn người đã khiến hai người chết và 21 người khác bị thương. Trước khi cảnh sát bắt giữ được tên giết người, Cơ quan an ninh Na Uy cũng đã mở cuộc điều tra về nghi can này một tháng trước nhưng không có đủ bằng cớ để giam giữ y. Một ngày sau vụ giết người, hàng trăm những người đồng tính đã diễn ra ở thủ đô Na Uy để bày tỏ sự chống đối lại những người kỳ thị, những người đồng tính. Nghi can không học hết, trung học và có những triệu chứng về bệnh tâm thần, từng kiếm cách đâm học sinh cùng lớp khi hắn ta còn là học sinh trung học. Cũng trong ngày thứ Bảy, 25 tháng 6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên tiếng đã kết tên khủng bố cuồng tính Hồi giáo mọi rợ. Thưa quý khán kính giả, tin tức vừa rồi đã tạm ngưng lại chương trình tin tức tổng hợp trong tuần ngày hôm nay của Thời báo Media. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên nhấn nút yêu thích và chia sẻ video của chúng tôi cũng như để lại bình luận bên dưới. Thời báo chúc cho quý vị có những ngày làm việc vui vẻ và an lành. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý khán thính giả trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi trên kênh YouTube Thời báo Media.